Huấn luyện viên Philippe Chusier hài lòng khi U23 Việt Nam thắng U23 Yemen 1-0 vào tối 9 tháng 9 để sớm giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Phát biểu tại họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Yemen 1-0, ông Philippe Chusier cho biết: "Tôi hài lòng vì hoàn thành mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết. Ở trận đấu này, tôi tự hào về các cầu thủ. U23 Yemen chủ động phòng ngự số đông, tìm cơ hội phản công trực diện. Trong hiệp 1, thế trận diễn ra căng cứng. Hiệp 2, Văn Cường là quân bài tẩy. Tôi luôn nói rằng những cầu thủ đá chính là người bắt đầu trận đấu, những cầu thủ dự bị là người kết thúc trận đấu. Bùi Vĩ Hào hôm nay vừa là cầu thủ kết thúc vừa kết liễu trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tương lai và cần cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng cầu thủ trên sân. Trong quá trình làm việc với U23 Việt Nam từ tháng 3 năm 2023, tôi thấy có từ 10 đến 15 cầu thủ có thể đá chính ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, các cầu thủ này cần tiếp tục cải thiện, làm việc nhiều hơn nữa." Huấn luyện viên Philippe Chusier cho biết thêm, do đã sớm giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024 với ngôi nhất bảng nên trận gặp U23 Singapore vào ngày 12 tháng 9 tới chỉ mang tính thủ tục. Trước câu hỏi có sử dụng các cầu thủ dự bị ở trận gặp U23 Singapore, nhà cầm quân người Pháp nói: "Tôi có thể trao cơ hội cho cầu thủ ít hoặc chưa thi đấu. Nếu muốn đi xa thì tương lai U23 Việt Nam không thể chỉ dựa 11 cầu thủ đá chính. U23 Việt Nam còn nhiều cầu thủ tài năng, có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức nhưng chưa được sử dụng." Chia sẻ về cảm xúc khi ghi bàn thắng quyết định, cầu thủ Bùi Vĩ Hào cho biết: "Khi ghi bàn, cảm xúc của tôi và toàn đội vỡ òa trong vui sướng. Toàn đội chơi kiên cường 200% sức để dành tặng chiến thắng tới người hâm mộ. Mọi người đã đội mưa cổ vũ, càng giúp tinh thần cầu thủ đi lên. Tôi trân trọng cảm ơn người hâm mộ rất nhiều." Trong khi đó, huấn luyện viên Miroslav Sukup của U23 Yemen gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, song chúng tôi cũng có chiến thuật tính toán cho trận đấu này. Toàn đội tạo ra vài cơ hội nhưng may mắn không đồng hành. Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung cho trận đấu cuối cùng với U23 Guam.